Mời mọi người xả thiền. Để hết giờ ngồi thiền buổi sáng hôm nay. Để mọi người xả thiền. Và đến giờ mọi người trình pháp, cũng như là mọi người đặt các câu hỏi và sư sẽ trả lời các câu hỏi. Dạ, mọi người ai có câu hỏi thì mình giơ tay lên nè, con sẽ truyền mic cho mọi người hỏi nè. Alo, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư, dạ thưa sư cho con hỏi, trong thời điểm thờ thiền đầu tiên thì khi mà mình đếm thứ 30 là cơ thể mình bắt đầu rung lắc. Nó rung lắc mà mình không kiểm soát được, nhưng con lại chế ngự nó, con không để cho nó rung lắc tự nhiên. Thì con muốn hỏi, con nhờ sư trả lời cho con hiểu được rằng là bây giờ mình để cho nó rung lắc tự nhiên luôn hay là mình chế ngự nó và rung lắc tới bao lâu ạ? Nhất là cái nguyên nhân nó sinh ra cái sự mà mình rung lắc này nhá, nó một là do mình vừa quan sát hơi thở và mình lại quan sát cả những cảm giác ở trên thân nữa. Và cái tâm nó bắt vào những cái đặc tính của tứ đại, nhất là nó bắt vào phong đại, cái tính gió ở trên thân, thì mình sẽ thấy thân nó cứ chuyển động qua lại như thế này. Và cái cách đấy thì mình cần phải chế ngự lại, không để cho nó rung lắc nữa, không nên để cho nó rung lắc như vậy. Và phải gom tâm vào một điểm nhỏ, để tâm ở trên sát cái da ở cửa mũi này. Cái ý thức của mình chỉ quan sát một cái điểm nhỏ ở trên cửa mũi này thôi, chứ không theo hơi thở vào trong người nữa, thì cái hiện tượng nó rung lắc ở trên thân nó sẽ hết đi. Và phải làm cho nó hết đi thì tốt hơn. Còn có trường hợp có những người khi ngồi thiền nó có được cái khinh an, tức là khi ngồi nó cái hỉ nó mạnh mà, thì cái khinh an nó mạnh, người nó nhẹ bẫng đi, và nó cái nực của cái định nó tạo ra cái định, cái nực nó đưa đẩy, nó đẩy mình qua lại. Mình cứ nghiêng ngả bên này bên kia một chút xíu, nó cũng sẽ có. Có những người do mình có được một chút định tĩnh tốt, nó cũng có cái hiện tượng đấy. Thì khi mà mình nhận biết ra được cái cơ thể của mình nó có cái sự đung đưa chuyển động ấy, thì mình cũng nên chế ngự lại và nên để tâm nhẹ nhàng ra một chút. Đôi khi mình chú tâm mạnh quá nó sinh ra hiện tượng đó. Và để tâm vào một điểm ở trên mũi này, nếu như mình cảm thấy cái tâm nó bắt vào trong cái cơ thể này nhiều ấy, thì phải để cách cái da ra một chút xíu, thì nó sẽ không bắt vào cái thân này nữa, thì nó sẽ đỡ rung lắc đi. Đấy là như vậy, nên chế ngự lại chứ đừng để cho nó rung lắc quá nhiều ha. Dạ, con kính bạch sư, sư cho con hỏi về cái giới mà thứ sáu ăn phi thời á, thì buổi sáng từ 6 giờ tới trước 12 giờ mình sẽ có ăn sáng với ăn trưa, thì cho con hỏi là nếu mà ăn sáng á, thì mình trong cái khoảng thời gian đó là mình có thể ăn bất kỳ giờ nào hay là mình vẫn ăn một cái giờ cố định. Cái thứ hai á, là con hỏi cái giới mà không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp á, thì ví dụ như mình nằm ở cái giường thì nó vẫn thấp hơn 50 cm và không có quá rộng, nhưng mà ở trên đó mình có một cái tấm nệm, mà nếu mình trải một cái tấm da trắng trắng muốt tinh tươm, hoặc là một cái da gối á, nó vẫn trắng muốt tinh tươm hoặc là một màu á, thì cho con hỏi cái đó có được hiểu là xinh đẹp hay không ạ? Con cảm ơn. Thứ nhất, cái giới ăn phi thời thì mình được phép ăn từ lúc rạng đông cho đến giờ đứng bóng.
Thì không quy định là ăn một bữa hay nhiều bữa cũng đều được, không không cố định. Nhưng mặc dù là nói như thế nhưng mà mình cũng không nên mất quá nhiều thời gian vào cái chuyện nấu ăn. Cũng nên ăn cho nó có quy củ thì tốt hơn. Còn từ giờ đứng bóng là đi thì mình không được ăn những cái thức ăn mà trong luật quy định là không cho phép. Vẫn được dùng một số thứ nước uống chứ không được ăn nhai, không được nhai và nuốt nữa. Còn giới không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp thì có nghĩa là cái hôm đấy để cho nó đảm bảo an toàn nhất thì mình nên ở dưới, trải một cái đệm xuống dưới mặt sàn nhà, nằm ở dưới đấy là chắc chắn nhất. Còn nếu như mà cái giường nó thấp nhưng mà mình kê cái đệm lên nó cao quá 50 phân thì vẫn là quá cao. Quá cao. Thực ra thì cũng cái này nó chỉ tương đối thôi chứ nó không phải là nó cố định theo cái kích cỡ đấy một cách tuyệt đối. Còn cái xinh đẹp cũng vậy, thì cái này nó cũng là một cái, nó là do cái tâm lý của con người thôi mà. Nếu như mình có cái sự chủ trương chủ động là mình tô điểm, trang trí cho cái giường đấy nó đẹp thì được gọi là xinh đẹp. Còn nếu như mà mình không có cái tác ý đấy, mình không có, vì cái xinh đẹp nó là do cái quy định, cái ý thức của từng người. Có người thì cho rằng như thế này là đẹp, là trang điểm rồi, là trưng bày rồi. Nhưng mà cũng có người thì người ta không coi cái đấy là trưng bày, là trang điểm, người ta thì nó không phải là trang điểm. Vậy thì khi mà mình có cái tác ý là ta làm cho cái nơi nằm này nó sang trọng, nó xinh đẹp đi, thì lúc đấy là nó mới là phạm vào cái giới đó. Còn nếu như mình chỉ dùng nó là cái đồ dùng, là cái vật dụng thôi, mình không quá bận tâm đến cái đẹp xấu của nó thì nó cũng không phải là quá xinh đẹp. Nam mô Bố Thí Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính bạch sư, con có một câu hỏi. Thường ngày thì con hành thiền á, thì có lúc là tâm con yên lắm, và cũng có thời con ngồi á, thì nó cứ cái tâm của con nó cứ thúc con là con muốn đứng lên đó thưa sư. Giờ con muốn phòng ngự nó, chế ngự nó như thế nào ạ? Khi ngồi mà có áp lực, nếu mình ngồi thiền mà nó có cái áp lực căng thẳng, mình nghĩ rằng mình phải ngồi một cách tuyệt đối im lặng, mình phải ngồi không được khởi lên những cái vọng tưởng suy nghĩ gì, và mình cảm thấy cái việc ngồi thiền này là một cái gì đó nó quá là khó, quá là nó quá với cái khả năng của mình. Khi mình có suy nghĩ như vậy là nó tự nhiên nó sinh ra cái áp lực căng thẳng, mà nó sẽ làm cho mình sợ, không dám ngồi thiền hoặc không muốn ngồi thiền và sợ cái cảm giác ngồi lâu. Còn vậy thì nó thay đổi là phải thay đổi ở trong tư tưởng của mình, thay đổi trong ý nghĩ của mình. Nhất là mình ngồi với một cái tư thế gì đó nó đừng quá là trang nghiêm, mà nó đừng nghiêm túc với mình quá. Tức là đôi khi mình quá nghiêm túc với mình và mình không bị áp lực, không thể chịu được, thì mình cứ ngồi coi như ngồi chơi, ngồi thảnh thơi, ngồi thản nhiên, ngồi với cái tâm lý gì đó nó rất là bình thường. Và phải nghĩ rằng càng ngồi thiền thì nó sẽ càng có cái sự an vui, càng có sự an lạc, thì càng ngồi lâu thì những cái sự mệt mỏi này nó sẽ càng tiêu tan đi, cái sự an lạc, cái khinh an nó sẽ sinh lên, và lúc đấy nó sẽ hết những cái sự đau nhức mệt mỏi. Đôi khi mình sợ là ngồi lâu thì những cái đau nhức mệt mỏi nó sẽ đến, cho nên nó cũng sinh ra cái áp lực. Vậy thì khi ngồi thiền mình đừng có cái tâm lý tính toán chuẩn bị trước quá nhiều. Tức là mình sẽ nghĩ rằng là ta ngồi ta phải giữ cái thân như thế này, ta phải chú cái tâm như thế này, ta phải không được khởi lên những suy nghĩ này kia. Thế do mình có cái sự tính toán như vậy, có cái chuẩn bị tâm lý căng thẳng như vậy, cho nên đến lúc ngồi thiền nó bị áp lực, nó khó chịu. Vậy thì mình cứ thản nhiên thôi, coi việc ngồi thiền là một cái việc gì đó rất là bình thường, rất là đơn giản, rất là dễ dàng, và càng ngồi càng an lạc. Để thay đổi cái tư tưởng, cái tâm lý đi như vậy thì, và nếu không nữa thì mình cứ nghĩ là ngồi thiền như ngồi nghỉ ngơi, như ngồi thư giãn,
thì nó sẽ không bị áp lực nữa, thì nó sẽ không sợ ngồi lâu nữa. Và khi đến một lúc mà cái tâm lý nó cũng muốn đứng lên, nó không muốn ngồi nữa, thì lúc đấy mình cũng ngồi đấy, nhưng với cái tâm lý là cứ ngồi thản nhiên, ngồi giống như ngồi chơi, đừng nghĩ là mình ngồi thiền nữa. Ngồi thiền mà không thấy mình ngồi thiền thì nó sẽ tự nhiên. Còn nếu như ngồi thiền mình còn có cái tâm lý là ta đang ngồi thiền đây, ta đang làm một cái việc nó rất là cao cả, thiêng liêng, quan trọng, cao thượng gì đấy, nhưng mình chỉ cần nghĩ đến một cái gì đó nó áp nó như thế là tâm nó sinh ra áp lực, thì là nó sẽ không ngồi lâu được. Vậy thì ngồi thoải mái tự nhiên ra là nó sẽ ngồi lâu nhé. Ngồi thiền mà đừng nghĩ mình ngồi thiền thì có ngồi cả ngày nó cũng không mệt. Dạ, kính bạch sư, cho con hỏi vậy, cái trạng thái của con vậy nó có phải là tâm sân của con nó hiện hữu không thưa sư? Nếu khi mà mình khó chịu thì đấy là tâm sân. Nếu mà nó có một cái cảm giác là khó chịu, bực bội trong lòng thì đó cũng là tâm sân. Con kính bạch sư, con tri ân sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thưa sư Thanh Minh, thưa chư vị tôn đức và toàn thể đạo tràng chùa An Lạc, thì con xin có câu hỏi là vừa rồi thì con có phát nguyện sẽ giữ giới trong vòng 49 ngày và đã được sự tác ý của sư thầy trụ trì chùa An Lạc. Thì con muốn xin sư Thanh Minh hướng dẫn cho con những phương pháp hành thiền cơ bản, cách để giữ giới trong giữ giới và thực hành thời khó như thế nào trong cái khoảng thời gian mà con phát nguyện giữ giới, thì con kính mong sư soi sáng và góp ý cũng như là chỉ dẫn con đường cho một người mới sơ khởi phát tâm như con. Con xin cảm ơn ạ. A Di Đà Phật. Nếu mình giữ ngũ giới thì phải phát nguyện giữ giới suốt đời nhé. Cái năm giới là phải giữ suốt đời. Còn bát quan trai giới là giới có kỳ hạn. Mà cái kỳ hạn này là do tự mình đặt ra cái thời hạn. Thời hạn ít nhất là một ngày một đêm. Mà có thể là 7 ngày 7 đêm hoặc là 7 49 ngày thì càng tốt. Đấy là do cái kỳ hạn mình đặt ra. Thì mình sẽ thọ trì từ cái hôm nào đấy và mình sẽ phải xác định là mình sẽ giữ giới này từ cái ngày này tháng này cho đến cái ngày này tháng này, rõ ràng trong cái khoảng thời gian đó. Thì và mình phải có cái quyết định là trong suốt 7-49 ngày đấy mình phải không phạm giới nào trong 8 giới này. Thì mình phải rất là thận trọng, rất là thu thúc, rất là giữ gìn. Và với người sơ cơ thì mình cần phải nạp đi nạp lại nhiều lần để cho cái tâm nó thuần thục, nó khỏi quên. Vì vậy cho nên ngày nào cũng phải đối trước ban thờ Phật và mình thọ trì cái tam quy và các quan trai giới đấy. Mình cần học thuộc lòng cái tam quy bằng tiếng Pali và tiếng Việt. Như phần sáng hôm nay mà sư truyền tam quy ngũ giới, bát quan trai giới cho mọi người đấy. Đọc cái bài sám hối đấy. Như vậy và tự mình thọ trì như thế. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng lần thứ nhì, lần thứ ba đấy. Con xin thọ trì giới không sát sinh, trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì mình cứ nguyện như vậy thường xuyên hàng ngày thì dần dần lâu ngày nó sẽ thuần thục. Và luôn luôn phải chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi, thận trọng không được để phạm giới. Và nếu mà mình phạm giới thì mình phải sám hối và xin thọ lại nhé. Nếu như chẳng may do vô tình hay cố ý mình có phạm vào cái giới nào đấy, trong 8 giới đấy, thì có thể trong ngày hôm đấy hoặc ngày hôm sau thì mình lại cần phải sám hối lại cái giới mà mình đã phạm và thọ trì lại cho nó thanh tịnh. Và trong cái thời gian giữ 8 giới đấy, không phải là mình chỉ có giữ 8 giới không, mà 8 giới này cần phải được kết hợp với những cái pháp tu tập mà chánh niệm tỉnh giác nữa. Chứ nếu như một người chỉ giữ giới rồi mình không tu tập thêm những cái pháp chánh niệm tỉnh giác thì đấy được gọi là giới tù động, tức là nó giới nó chỉ dừng lại ở cái việc đấy thôi mà nó không tăng tiến, nó không tăng trưởng, nó không phát triển thêm.
Vậy nên là khi đã thọ trì giới rồi thì mình phải thọ trì một pháp môn hành thiền, như là thực hành thiền hơi thở, thiền đại tâm từ, thiền niệm ân Đức Phật, thiền niệm về sự chết, hay một cái pháp thiền chỉ, thiền quán, thiền tứ niệm xứ, bất kỳ nào cũng được hết, miễn là mình phải miên mật thực hành. Những cái thời khóa thì do tự mình đặt ra, nếu mình có thời gian dài thì trong cái thời gian đấy mình nên giống như là một người nhập thất ý, có một cái tịnh thất yên tĩnh như vậy, sống độc cư. Đã giữ bát quan trai giới thì nên sống độc cư, tức là ở yên một mình, một cái tịnh thất, một cái phòng riêng biệt. Và cái phận sự của mình hàng ngày là học kinh, nghe pháp, ngồi thiền. Thì cứ suốt cả ngày như thế, cứ lúc nào rảnh thì học pháp và ngồi thiền, thực hành pháp miên mật, cho đến bao nhiêu mình thực hành được bao nhiêu thì đấy là do mình. Nam mô kính bạch sư, khi con ngồi thì 30 phút ăn Đức Phật thì con thấy thật khinh an. Sau khi thấy khinh an không, con thấy có một dòng sấy hút con vào, sư nó gọi là thấy gì sư? Nói lại sư chưa nghe rõ. Sư là con ngồi để ăn Đức Phật được 30 phút ngồi hiền, khi thấy chẳng thấy khinh an nó lên, con thấy được mình 100% hút con vào ở thế giới bên trong, sư gọi đó là gì? Khinh an rồi đến cái gì? Thầy. Có một lực hút nằm bên trong con, hút con vào cái tư tưởng, sư. Những tư tưởng nó sinh lên. Dạ, sinh lên hút con vào như là lực 500 hút con, cái khinh an nó lên. Khinh an lên. Dạ. Đúng rồi, khi nếu mà khinh an lên là đúng, khi mình quan sát hơi thở, vì mình có cái hoan hỷ, cái hỷ nó rất là thâm sâu vi tế, nó mình không nhận ra được, nhưng mà nó có cái sự thích thú với hơi thở đấy, cho nên người nó mới nhẹ lên, người nó nhẹ nhàng, nhưng mình đừng đi theo nó. Nhớ là dù thấy nó khinh an, nó an nạp, nhưng mà mình cũng không quan tâm đến cái khinh an đấy, không quan tâm đến cái an nạp đó làm gì, và cứ tiếp tục quan sát hơi thở vào ra. Trong lúc quan sát hơi thở vào ra, những cái tư tưởng, những vọng tưởng, những suy nghĩ khác có thể nó vẫn khởi lên, có thể nó vẫn xen tạp vào, thì phải cố gắng buông bỏ nó đi, không đi theo nó. Tức là trong lúc mình biết hơi thở có vọng tưởng lên mà mình vẫn biết hơi thở, không bị mất hơi thở, không bị quên hơi thở, thì vẫn chưa bị thất niệm, chưa bị mất chánh niệm nhé. Chỉ khi nào mà những cái vọng tưởng ấy nó khởi lên mà mình không còn thấy hơi thở nữa, không còn ý thức gì về hơi thở nữa, thì lúc đấy mới được gọi là mất chánh niệm. Thì lúc ấy mình cần phải buông bỏ cái suy nghĩ ấy đi và quay về hơi thở bằng được. Còn mình vẫn còn biết được hơi thở vào ra, còn những cái suy nghĩ kia nó khởi lên một cách vi tế, nó không quá mạnh, không quá rõ ràng, thì nó không ảnh hưởng gì đến cái chánh niệm cả. Vậy thì mình cứ biết hơi thở vào ra là được. Còn những cái tư tưởng, những vọng tưởng khác nó sinh lên cứ mặc kệ nó, không sao, nó không ảnh hưởng gì đến chánh niệm của mình là được rồi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ sư và chào các vị đồng tu ạ. Dạ, con có hai ý muốn hỏi ạ. Ở nhà thì con cũng có thực hành thiền theo phương pháp của sư, và thường thực hành thiền ở nhà hoặc là ở chùa. Và khi mà ngồi thiền một thời gian thì con có cảm giác là giống như là mất trọng lượng và mất cái cảm giác về phương hướng và mất cảm giác ở trên thân thể. Nhưng mà cái trạng thái này thì nó xảy ra rất là nhanh, chỉ khoảng vài phút thôi. Và ý thứ hai là sau khi những ngày nào mà con thực hành thiền thì con cảm giác cái tâm của con là nó phản ứng rất là chậm với những cái sự việc xung quanh, giống như là khi đi làm ở trên công ty hoặc là khi mà gặp gỡ bạn bè có những cái chuyện mà đáng sân giận hoặc là như thế nào đó, thì con cảm thấy cái tâm mình giống như là bị trơ ra và không có phản ứng gì. Và con cũng không có muốn tham gia vào cuộc nói chuyện với bạn bè hay là đồng nghiệp nhiều, thì không biết là con thực hành như vậy là có đúng không ạ? Và con nên làm gì để tiến bộ ạ? Cảm ơn sư. Đấy là một cái sự thực hành có tiến bộ, nó mới sinh lên những hiện tượng như vậy.
Nếu mà khi ngồi mà mình cảm thấy nó mất trọng lượng đi như thế, là cái hỷ và cái khinh an nó rất là sung mãn, nó rất là mạnh, mình không còn cảm giác thấy những cái cảm xúc ở trên thân nữa. Và có những người cái trạng thái này nó kéo dài rất là lâu, nếu như mình không đi phân tích nó, không bận tâm đến nó, cứ quan sát hơi thở vào ra chứ đừng để ý đến cái trạng thái mất thân này. Tức là đấy nó chỉ là một cái trạng thái khinh an lạc, nó chế ngự những cái cảm thọ nhức nhối, nặng nề, khó chịu ở trên thân thôi. Cho nên mình cảm thấy nó nhẹ bỗng lên như là đang ngồi giữa hư không vậy thôi. Thì cái trạng thái này rất là tốt. Và mình cứ quan sát hơi thở chứ đừng đi theo nó. Đi theo nó thì lại không tốt. Mặc dù nó khởi nên cái điều đó rất tốt, nhưng nếu như mình đi trải nghiệm nó, thưởng thức nó, thì nó lại trở thành một cái sự tham ái dính mắc đối với lại những cái hỷ lạc này, thì cái tâm nó lại bị động lên và điều đó lại không tốt cho cái định, nó lại không phát triển. Còn nếu mình không quan tâm đến nó, cứ nhận biết hơi thở vào ra, thì cái định nó sẽ phát triển dần dần, đến lúc mình sẽ đắc định và trước mặt nó sẽ sáng lên. Và đừng quan sát đến cái thân này làm gì. Rồi với một người khi thực hành thiền có được những cái trải nghiệm, những cái mức định tĩnh như vậy, có hỷ lạc khinh an như vậy, thì cái tâm của mình nó dần dần nó xa lì ở lại những cái niềm vui ở bên ngoài thế gian, nó tách ni, hay là nó gọi là trạng thái, nó gọi là ni dục. Ni dục là ni những cái niềm vui, những cái ưa thích ở ngoài đời. Trước kia thì mình rất là ưa thích những cái chuyện vui buồn ở ngoài đời với mọi người xung quanh. Nhưng khi mà mình trải nghiệm được cái hỷ lạc ở trong nội tâm, ở trong cái sự thực hành thiền rồi, thì nó không còn ưa thích cái vui bên ngoài nữa. Vì vậy cho nên là khi mình tiếp xúc với những cảnh bên ngoài tự nhiên, nó không còn hào hứng, nó không còn thích thú với những cái cảnh vui ở bên ngoài. Thì cái trạng thái này là một cái trạng thái có sự tiến hóa, có sự lợi ích, và dần dần mình sẽ những cái niềm vui thế tục nó không còn ý nghĩa với mình nữa. Thì điều đó là một cái điều tốt, một cái sự có tiến bộ, có lợi lạc. Và càng ngày mình càng thích sống độc cư yên tịnh, tức là càng thích sống không còn thích những cái nơi ồn ào náo động rộn ràng như trước nữa. Thì đấy cũng là do cái sự thực hành thiền nó có định tĩnh nên là nó sinh lên những cái trạng thái như vậy. Và đó cũng là cái trạng thái gọi là khi xúc chạm pháp thế gian rồi, dần dần cái tâm của mình nó không còn động, nó không còn dao động, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm, là nó như vậy đấy. Nó trở nên vô nhiễm đối với cái cảnh trần ở bên ngoài. Nhưng bởi vì cái trạng thái này nó chưa quen với mình từ trước đến giờ, mình chưa quen với cái trạng thái đấy, cho nên là có thể sẽ còn những cái hoài nghi, không hiểu tại sao mình lại có những thay đổi như thế. Mà thực ra thì càng thực hành thiền lâu thì nó càng thay đổi nhiều. Và đến một lúc nào đấy, cái tâm lý, cái tính cách của mình nó sẽ thay đổi hoàn toàn, trái ngược lại với cái trước khi mình chưa tu tập. Nó sẽ thay đổi nó sẽ thay đổi tuyệt đối nữa. Càng tiến bộ thì nó càng thay đổi nhiều. Nó càng thay đổi nhiều thì mình càng cảm thấy mình không còn thích nghi, không còn thích hợp đối với lại thế gian nữa. Vì vậy cho nên người nào mà tu tập tốt thì dần dần sẽ buông bỏ, sẽ từ bỏ cái đời sống thế gian, từ bỏ cái đời sống thế tục, để dần dần mình đi đến Niết Bàn, mình đi ra khỏi tam giới này, mà ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì cái pháp môn tu này là như vậy, đi đến giải thoát là như vậy, thì nó cứ giải thoát dần dần từ thấp đến cao như thế đó. Vậy cho nên đó là một cái sự tiến bộ, đang có sự tiến hóa. Và đừng có lo lắng về chuyện đó, cứ để cho nó tự nhiên, rồi dần dần nó quen đi rồi, nó thích nghi đi rồi, thì mình sẽ không còn cảm thấy nó có cái gì đó nó bất an nữa, nó bất thường nữa, mà đó là một cái chuyện rất bình thường. Dạ con kính bạch sư, thì dựa trên Tam Tạng kinh điển thì con thấy hiện tại lại cũng có rất là nhiều dòng thiền khác nhau, như là dòng thiền Ba Âu hoặc là Mô Cốc, hoặc là
Goenka thì con không biết là làm sao để mình biết là cái dòng thiền nào nó phù hợp nhất với mình, và khi mà mình đi theo dòng thiền đó thì nó tinh tiến nhất, hay là mình nên tự tìm hiểu trong giáo lý xong rồi mình tự thực hành. Khi mà Đức Phật còn giảng dạy Phật pháp ấy, khi mà Đức Phật còn giảng dạy những cái pháp hành thì Đức Phật sẽ quan sát được căn tính của từng người. Có những người thì Đức Phật biết rằng người này chỉ cần nghe một bài kệ là sẽ đắc đạo, thì Đức Phật chỉ cần nói một bài kệ. Có khi là Đức Phật biết là người này cần phải nghe một bài pháp thì Đức Phật sẽ giảng một bài pháp cho người đó. Với một cái người nào Đức Phật biết là người này cần phải thực hành tuần tự từ thiền chỉ đến thiền quán thì Đức Phật sẽ dạy về thiền định, sau đó sẽ dạy đến thiền tuệ. Có những người thì Đức Phật biết là người này sẽ đi thẳng vào thiền quán, không cần qua thiền tuệ, thì cái người đấy chỉ cần đi thẳng vào thiền quán. Vậy cho nên khi Đức Phật dạy pháp nó rất là phong phú, rất nhiều phương pháp, rất nhiều pháp môn. Nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì các vị đệ tử của Đức Phật không có cái khả năng như Đức Phật được. Đức Phật chánh đẳng giác thì mới có cái gọi là trí tuệ toàn giác trí, có thể dạy thiền theo cái ba la mật, theo cái căn tánh, theo cái căn cơ của mỗi người mỗi khác, nên dạy mỗi người mỗi pháp môn khác. Nhưng mà các bậc thanh văn giác, kể cả các bậc A-la-hán, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì không có cái trí tuệ toàn giác như Đức Phật được. Cho nên các bậc thanh văn sau này thì dạy theo cái kinh nghiệm của bản thân mình là chính. Tức là vị nào mà đã từng học thiền chỉ, thiền quán thì sẽ dạy lại theo cái kinh nghiệm của mình là dạy thiền chỉ trước, thiền quán sau. Còn cái vị nào mà có cái kinh nghiệm là thuần quán, đi thẳng vào thiền tuệ thì bây giờ cũng sẽ dạy cái pháp thuần quán ấy. Để trong đó thì khởi đầu niệm thân, hoặc là khởi đầu với niệm thọ, khởi đầu với niệm tâm, hoặc khởi đầu với niệm pháp. Thì trong tất cả các pháp thiền thì cũng đều bao hàm chung ở trong tứ niệm xứ thôi. Thì có những người khởi đầu với niệm thân là niệm hơi thở vào ra, hoặc niệm xác chết, hoặc niệm 32 thể trược, hoặc niệm tứ đại. Rồi sau đó thì cũng thực hành đến thiền tuệ, phân biệt danh sắc, quán nhân duyên, rồi quán cái sự vô thường, khổ vô ngã của thân năm muộn, và đi đến giác ngộ. Cũng có những người thì khởi đầu bằng niệm thọ, niệm các cái cảm thọ ở trên thân mình, nhưng mà sau đó thì cũng sẽ tâm nó đạt được định tĩnh rồi thì cũng phân biệt ra được cái thân năm muộn này, các cái pháp duyên khởi, và thấy tính sinh diệt, vô thường, khổ vô ngã của nó thôi. Để có người thì khởi đầu với niệm tâm, niệm pháp, thì mọi cái pháp thiền là cái khởi đầu là khác nhau, nhưng sau đó cái nội dung về sau là giống nhau. Nó giống như là đi vào một cái thành phố có rất nhiều cái cửa, có rất nhiều cái cổng thành, mình muốn đi hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, thì cuối cùng mình cũng sẽ đi vào bên trong đấy như nhau mà thôi. Đi đến Niết Bàn, giải thoát, giác ngộ có nhiều cái phương pháp, con đường khác nhau, thì mỗi người đi một đường, mỗi người đi một cửa ngõ, cuối cùng cũng sẽ đi đến một cái đích chung như nhau. Vậy nên là mình thuận duyên, mình có nhân duyên với cái vị thầy hay là với cái môi trường tu, với một cái pháp môn nào thì hãy cứ thực hành pháp môn ấy, miễn rằng mình biết rằng cái pháp môn này là pháp môn có được giảng dạy từ Đức Phật, chứ không phải là kinh nghiệm hay là một cái tư tưởng riêng phát sinh về của một vị nào. Tức là mình phải biết chắc rằng cái pháp này là có được Đức Phật thuyết giảng, vẫn còn được được ghi chép lại ở trong kinh, trong luận, trong kinh điển của Đức Phật, thì là mình tin tưởng vào điều đó và thực hành theo. Và mình có thể thực hành mỗi pháp môn một thời gian, nếu cảm thấy thích nghi, thích hợp, có tiến triển thì mình hãy chuyên sâu về pháp môn ấy. Thì thực hành bao nhiêu pháp cũng được hết, giống như học cũng vậy. Mình học được với càng nhiều pháp thì trí tuệ của mình càng phong phú. Như thế mình càng hành được nhiều pháp thì mình càng có nhiều cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm của mình càng phong phú càng tốt. Vậy nên là hành pháp môn nào cũng tốt hết. Dạ, con kính bạch sư, con có ba câu hỏi, con xin kính sư trả lời từng câu hỏi để cho đại chúng dễ theo dõi.
Cái câu hỏi đầu tiên là con thấy có một số trường phái thiền người ta có để nhạc thiền trong trúc thiền, thì cái này nó có phù hợp không thưa sư? Có một số các vị chỉ chủ trương là hành thiền để thư giãn, để buông thư, để giải tỏa những cái áp lực, những căng thẳng, những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày thôi, thì có thể thực hành những cái pháp thư giãn giải trí như vậy. Còn nếu như mà một cái người thực hành một cách nghiêm túc để mà thực hành thiền, đi đến phát triển sánh niệm để đạt được nhất tâm định tĩnh, để đi đến sự giác ngộ giải thoát, thì cái pháp đấy sẽ không phù hợp được, bởi vì khi mà có nghe nhạc nó động tâm, nó loạn tâm. Ngay cả một người tụng kinh mình cũng không nên ngân nga theo giọng hát. Cái ngân nga theo giọng hát ấy là nó cũng làm cho cái tâm của mình nó phóng dật lên, nó tham ái với lại những cái giọng du dương đấy, và nó làm cho tâm hồn mình bị bay bổng tán loạn, cho nên đến lúc hành thiền tâm nó không an. Vậy nên là những cái pháp nhạc, những cái âm nhạc ấy nó chỉ làm cho tâm của mình nó an, nó xua tan đi được những cái căng thẳng áp lực một chút xíu thôi, nhưng mà nó lại dễ sinh ra những cái dính mắc tham ái vào đấy. Vì vậy nên với người hành thiền chuyên sâu, miên mật, chuyên tu thì mình không nên nghe nhạc, không nên hành thiền theo những cái tiếng nhạc đó, mà nên tránh xa, vì cái này nó nằm ở trong giới là không nghe nhạc đâu. Câu hỏi thứ hai là con có xem một cái bài pháp của sư giảng về thiền á, thì trong đó sư có nhắc tới cái trong cái phần mà lúc mà cái giai đoạn đầu khi mình mới vào thiền thì mình nên dành khoảng chừng 5-10 phút thiền bảo hộ, rồi sau đó là mình quán hơi thở. Như vậy thì sư cho con hỏi là khi mà cái thiền bảo hộ đó thì mình có thể niệm Phật trong đầu hoặc là mình trì một vài câu chú ngắn được không ạ? Tại vì con có để ý là khi mà con niệm Phật hoặc là con trì một câu vài câu chú ngắn á, thì con cảm giác là cái tâm của con nó ít dao động hơn, nó ít lăng xăng hơn. Ngay cả khi mà con qua cái phần đó mà con tới cái phần hơi thở á, thì thỉnh thoảng vẫn có những cái tạp niệm nó nổi lên, thì lúc đó thì con vẫn quay lại là con niệm Phật, thì con thấy là nó tâm mình lắng xuống, thì như vậy có phù hợp không sư? Có những người tụng một thời kinh xong rồi ngồi thiền vẫn là tốt, mà vì những cái nghi lễ hay là những cái mà mình tụng kinh hay là niệm Phật như vậy thì nó làm cho mình trở nên trang nghiêm hơn, mình sẽ buông bỏ lại những cái năng xăng phóng dật khác đi. Nên là với một cái người mà mới tu mình có thể thực hành những cái pháp này được, thì làm cho mình nghiêm túc hơn, và trong cái sự thực hành thiền nó cũng sẽ bớt vọng tưởng hơn. Nhưng mà cái sự thực hành những cái pháp thiền bảo hộ là để nhằm đối trị lại với các triền cái. Có những người có những cái triền cái nó rất là vi tế, nó rất là thâm sâu, và cứ khi nào mình ngồi mình tĩnh tâm lại một chút là tự nhiên những cái hình ảnh liên quan đến tham dục hay là sân hận hay là hôn trầm thụy miên, trạo hối hoài nghi là nó hay khởi lên. Với những cái người như vậy thì phải thực hành những cái pháp thiền bảo hộ này, thì nó sẽ cái tâm của mình nó mới chú sâu vào cái đối tượng đấy, nó mới diệt trừ được những cái triền cái đấy. Nó này nó tùy từng người, vì có những người có cái đức tin lớn ấy, thì khi mà mình ngồi thiền mình chỉ cần hướng tâm về Đức Phật, mình đảnh lễ Đức Phật hoặc mình niệm Phật hoặc mình tụng kinh một cái, thế là tâm nó thanh tịnh luôn, là có thể ngồi thiền được luôn. Nhưng mà có những người cái phiền não nó lại rất là cao, nó rất là mạnh, mặc dù đã làm như vậy nhưng nó vẫn không, nó không có hết, thì cần phải thực hành cái pháp thiền bảo hộ như là giải tâm từ để cho nó diệt sạch hết những cái sân hận đi, hay là niệm về xác chết, niệm về sự chết để nó diệt sạch hết những cái tham ái đi. Rồi sau đó mình ngồi thì tâm nó thanh tịnh, nó định tĩnh, vì nó sẽ nhanh đắc định hơn. Vậy cái này nó tùy thuộc nhá, nó tùy vào cái căn tánh của mỗi người khác nhau, cho nên mỗi người có thể thực hành những cái cách thức khác nhau được. Dạ, con có câu hỏi thứ ba, tức là con cũng dựa vào cái cách thiền bảo hộ á, thì con để ý có một lần con rơi vào một cái trạng thái là, tại vì thường là con thiền thì con có thể đồng hồ khoảng chừng là 35 hay 40 phút,
thì con để ý thí dụ như là nếu như mà mình hành thiền mà bữa đó cái tâm của mình nó không tỉnh á, thì mình cảm giác cái thời gian thiền nó khá là lâu. Thì còn nhưng mà cái đợt đó thì khi mà con ngồi thiền, con cảm thấy là con rơi vào một cái trạng thái, nghĩa là con không thấy, là cảm giác giống như mình không nhận ra được cái sự tồn tại của bản thân. Nhưng mà tại vì trong đầu con vẫn có niệm danh hiệu Ngài Bổn Sư, thì nghĩa là mình không cảm giác được bản thân mình, nhưng mà mình vẫn nghe cái tiếng niệm của mình, cho đến một lúc mà khi mà cái chuông báo thức nó đánh thức, thì lúc đó con mới giật mình. Thì sư cho con hỏi như vậy, con có bị rơi vào cái hôn trầm không? Cảm ơn sư. Nếu như mà cái lúc mà mình đang hướng đến một cái đề mục thiền, mình chú tâm toàn ý nhận biết cái đề mục thiền đấy, nó chỉ còn mỗi tâm mình với cái đối tượng thiền đấy thôi, và nó quên luôn cả cái thân này đi. Và khi mà mình tập trung liên tục như vậy, nó sẽ vào được một cái mức định nó sâu hơn một chút. Và mình chưa bao giờ đạt đến trạng thái đấy. Lần đầu tiên mình vào một cái trạng thái nó định tĩnh như vậy, và mình sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là khác thường. Nó khác thường cho nên là mình để lại cái ấn tượng, và mình sẽ nhận biết rõ ràng cái điều đó. Rồi mình cảm giác như nó rơi vào một cái trạng thái gì đó nó rất là tĩnh lặng, rất là sâu lắng. Nhưng mà thực ra nó cũng chỉ là một cái gì đó rất bình thường thôi. Những cái thời sau mình quen đi rồi, nó lại không còn trạng thái đấy nữa. Và một thời gian sau mình lại vào một cái mức định nó sâu hơn nữa mà mình chưa từng cảm nhận, thì tự nhiên mình lại cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là bất thường, là đặc biệt. Và mình lại cảm thấy như là mình vừa mới vào một cái trạng thái gì đó nó rất lạ. Nhưng mà rồi nó lại quen đi thôi, cũng không sao cả. Cho nên là lần sau nó có rơi vào trạng thái đấy đừng có lo. Nếu như tâm của mình vẫn còn biết cái vẫn còn tỉnh giác, vẫn còn chánh niệm, vẫn còn ghi nhớ cái đề mục thiền, thì là không bị hôn trầm. Nó rơi vào hôn trầm hay là nó rơi vào tâm hữu phần là khi mình không còn biết gì nữa, mình quên luôn cái đối tượng thiền, mình quên luôn cả cái thân này đấy, thì là nó rơi vào hữu phần, mà cũng có thể là rơi vào hôn trầm. Và nó rơi vào đấy là nó thiếu tỉnh giác, thiếu chánh niệm thì nó không có tốt. Còn nếu như nó quên được cái thân này đi nhưng nó vẫn nhớ được cái đề mục thiền thì lại rất tốt nhá, thì rất tốt. Và cứ quan sát cái đề mục thiền đấy, đừng quan sát đến cái thân này làm gì. Dạ con chào sư ạ. Dạ sư cho con hỏi là trong cái lần con hành thiền đầu tiên thì lúc mà con kéo tâm con về đầu mũi thì con có đến 3-4 lần bị đổ sập cả người làm con giật mình luôn ạ. Thì con xin sư giải thích cho con cái trạng thái của con có phải có liên quan đến tham sân si không ạ sư? Thì con cảm ơn ạ. Tại vì cái lúc ngồi, mới ngồi thì cái tỉnh giác nó còn thấp. Và nó vẫn còn một cái trạng thái là nơ mơ thì nó sẽ xuất hiện những cái trạng thái thỉnh thoảng mình giật mình giống như là mình tỉnh lại thôi. Thì cái chuyện này nó là bình thường, không sao cả, cứ ngồi rồi nó dần dần nó sẽ tỉnh lại. Với những cái người mới bắt đầu ngồi thiền, mới bắt đầu ngồi nhắm mắt vào chú tâm vào hơi thở, lúc đấy cái chánh niệm nó còn yếu, cho nên có rất nhiều người dễ rơi vào cái trạng thái lơ mơ, tức là nó nửa tỉnh nửa mê, và mình vẫn biết được hơi thở vào ra chứ không phải không biết, nhưng mà nó không được trong sáng, nó không được tỉnh táo một cách tuyệt đối. Thì cũng không sao nhá, cứ quan sát hơi thở với cái tâm như vậy, với cái tâm nơ mơ như vậy, rồi cái trạng thái đấy nó tự động nó đi qua, và một lúc sau thì nó sẽ tỉnh giác lên. Vậy cho nên là có những người ngồi mới bắt đầu ngồi thì nó nơ mơ, sau đó nó sẽ tỉnh lại. Nên trong cái lúc đấy thỉnh thoảng nó có một cái sự giật mình một chút, và những cái trạng thái này không ảnh hưởng gì cả, cứ mặc kệ nó và cứ tiếp tục nhận biết hơi thở vào ra. Có những người thì ở cái giai đoạn đầu nó rất là tỉnh, nhưng mà về sau đó nó mới rơi vào trạng thái lơ mơ, thì cũng không sao cả, do cái lúc đầu mình tinh tấn quá và đến lúc đấy tâm nó mệt đi rồi thì nó sẽ rơi vào trạng thái lơ mơ một chút. Còn có những người thì lúc đầu ấy, nơ mơ, sau đó nó tỉnh lên dần dần, thì do cái lúc đầu mình ngồi nhẹ nhàng, sau đó thì nó sẽ tinh tấn lên, nó sẽ tinh tấn về sau,
cho nên là nó sẽ tỉnh táo về sau. Thì cũng có những người thì giữ được cái sự tỉnh táo từ đầu đến cuối, những cái người như vậy thì rất là tốt. Còn có những người thì bị hôn trầm từ đầu đến cuối, thì cái người đấy nên là cái do thứ nhất là có thể trong người có bệnh, thứ hai nữa là có thể là do cái niềm tin nó còn yếu quá, thì mình cần phải hành những pháp thiền bảo hộ như niệm ân Đức Phật hay niệm về sự chết ấy, để kích thích cái tinh tấn lên, kích thích cái hoan hỷ, cái hỷ nạc lên, thì đến những cái thời sau thì nó sẽ tỉnh táo lên. Cảm ơn sư. Dạ bây giờ thầy mời quý Phật tử hỏi một câu cuối nha, rồi xong đến mình ăn cơm. Ăn cơm sau đó thì chiều nay mình sẽ còn chương trình tiếp tục hành thiền và hỏi pháp thêm buổi chiều nữa, cho nên để cho thời gian kịp ăn cơm của đại chúng cũng như của sư á, thì bây giờ là đại chúng ai có thắc mắc thì đưa tay hỏi câu cuối đi. Dạ rồi. Rồi anh hỏi đi anh. Mic đâu, đưa mic lên. Dạ con kính bạch sư, con thưa sư là con ngồi thiền khoảng được 6 tháng, thì khoảng 3 tháng về đây thì con những lúc con không ngồi thiền, nhưng mà khi con hướng tâm tới cái hơi thở ngay mũi á, thì nó vẫn có một cái dùng hơi, có một cái hơi trong ngay chỗ cái mũi, chỗ cánh mũi của mũi trước mũi sư, nhưng mà mặc dù mình vẫn mình chỉ cần hướng tâm tới là nó có được cái hiện tượng đó. Và khi con hành thiền thì cái trước cái hai lỗ mũi con nó giống như có hai cái màng hơi á, cái màng hơi thì con hít vào thở ra thì cái màng hơi nó cũng phồng ra thẹp vào theo hơi thở. Thì khoảng chừng 2-30 phút khi mà cái tâm con định á, định thì cái màng nó giảm từ từ thì nó còn một cái điểm ngay chỗ cái chóp mũi, cái giống như mà nó gom lại chỗ đó, thì lúc đó cái hơi thở cái sự phóng tâm và phóng vật nó giảm rất nhiều, coi như là cũng gần hết đó. Thì lúc đó cái hơi thở, cảm nhận hơi thở của con nó còn như là rất là ít đó. Hít ra thở ra mình để thiệt là kỹ là mới thấy được hơi thở nó còn rất là ít. Thì con hỏi sư, con hành thiền có trường hợp như vậy, nhờ sư giảng dạy để giúp con. Còn câu nữa con hỏi, xin hỏi sư là lúc ngồi thiền thì cái chân của mình nó tê nhiều quá, mình vẫn chịu được, vẫn bình thường, nhưng mà hỏi sư là để lâu quá thì có ảnh hưởng sức khỏe cơ thể mình hay không? Và cái khi mình ngồi thiền thì cái lưng mình cảm giác được nó sẽ cứ lúc thẳng, nhưng mà ngồi hơi thì sẽ bị nó cong lại từ, thì mình có nên để cho cong vậy, hay là mình tác ý mình chỉnh lại cho thẳng lại như lúc đầu? Dạ con xin tri ân công đức sư ạ. Thế mà cứ chú tâm trên hơi thở liên tục ấy, thì đến một lúc nào đấy mình sẽ thấy nó có cái hiện tượng như là cái hơi thở mình sẽ thấy nó có cái, nó xuất hiện là cái màu của hơi thở nó xuất hiện, nó mờ mờ ở đấy. Thì cái chuyện này là tốt, nhưng mình không được nhìn vào nó, không được suy luận gì về nó, không được phân tích gì về nó, không được phán xét gì về nó cả. Tức là dù nó có xuất hiện bất cứ một hiện tượng gì ở trên thân hay là ở trong tâm, mình cũng đừng đi theo nó, đừng quan tâm, đừng để ý, đừng tò mò xem nó là cái gì, và đừng phân vân, đừng thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện cái này. Mà tất cả những cái hiện tượng đấy mình cứ làm nơ đi, và mình để ý cái mức độ chú tâm của mình trên cái hơi thở ấy là đang chú tâm mạnh quá hay là nơ nà quá, tức là mình đang chăm chú quá hay có chăm chú quá hay không. Nếu như mà có cái sự chăm chú quá mức thì cần phải hơi nơ nơ đi một chút, đừng có theo dõi nó quá kỹ, quá sát sao, quá rõ ràng. Đại đa số mọi người là sẽ rơi vào như thế nhé. Quan sát một cái gì đó thì cố gắng thấy cho nó càng rõ càng tốt thì lại không tốt, mà quan sát nó vừa vừa thôi, cũng có lúc mình cần hơi nới ra, nhẹ nhàng ra, thản nhiên ra, và đừng phân tích một cái hiện tượng gì cả. Đấy, nó xuất hiện những cái màng gì ở mũi đấy thì đừng theo dõi, đừng phân tích, đừng quan tâm, và cứ miễn là ý thức của mình còn ghi nhận được hơi thở đang đi vào, ghi nhận được hơi thở đang đi ra,
là được rồi, và chỉ quan sát cái luồng hơi thở đi vào đi ra ấy thôi, còn nó xuất hiện cái màu sắc, cái hình tướng gì thì cũng mặc kệ nó, và cứ để cho nó phát triển một cách tự nhiên. Đấy cũng là một cái dấu hiệu là nó chuẩn bị có định, cho nên nó sinh ra những cái tướng trạng như vậy. Nếu như mình cứ quan sát hơi thở tốt thì chính cái đấy dần dần nó sẽ sáng lên, nó trở thành nimitta, nó trở thành quang tướng đó. Nên là cứ tiếp tục quan sát hơi thở, còn đi theo nó thì nó lại không phát triển nữa, còn quan sát hơi thở thì nó lại phát triển thêm. Còn khi ngồi mà nó tê chân hay nó đau lưng ấy, thì có hai cách. Một là mình kham nhẫn đến cái mức cao nhất có thể, và một thời gian sau nó thích nghi đi rồi, nó quen đi rồi thì nó sẽ không đau nữa, nó không tê nữa, và nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe hết. Đừng có sợ nhé. Chỉ khi nào mình cảm thấy cái sự tê chân, cái đau này nó làm gián đoạn cái chánh niệm, làm cho mình không còn nhận biết được hơi thở, làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu, thì lúc đấy thay đổi, đổi chân, thay đổi tư thế đi, vẫn nhắm mắt, vẫn biết hơi thở vào ra, nhưng vẫn có thể thay đổi được cái chân, đổi chân ngoài trong, trong ra ngoài, ở trên dưới, dưới lên trên, hoặc mình duỗi chân ra một lúc rồi quanh chân lại. Cái sự chuyển động trên thân này không ảnh hưởng gì đến chánh niệm hết, vẫn phát triển được. Và khi mà cái nâng vậy, khi ngồi thiền tốt thì đương nhiên là nó sẽ hơi trùng xuống, và khi nó trùng xuống mà mình cảm thấy nó không được thoải mái thì lại dựng thẳng lên. Dựng thẳng lên, mà có những người thì vẫn giữ được cái nâng thẳng, nhưng mà cũng có những người thì cứ dựng lên một lúc rồi nó lại trùng xuống. Trùng xuống không sao nhá, mình có thể ngồi với tư thế trùng nâng vẫn được, không ảnh hưởng gì hết. Còn nếu như mà mình ngồi trùng nâng cảm thấy không thoải mái thì giữ nâng thẳng lên. Nhưng mà cái người nào mà cứ ngồi trùng nâng nhiều quá, lâu ngày nó bị gù, sau này trông sẽ xấu, nó không đẹp, cho nên là phải cố gắng ngồi giữ nâng thẳng thì nó sẽ tốt hơn, chứ còn nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Được rồi, chúng con niệm ơn sư sáng đến giờ hơn 3 tiếng, sư hướng dẫn hành thiền, sám hối, truyền giới, rồi cho quý Phật tử sắp xếp để vấn đáp. Rồi lát nữa thì thầy có thưa với sư là sư sẽ ăn cơm với đại chúng và sẽ tụng bài kinh chúc phúc nữa. Nên là sau đó là chiều nay nguyên một buổi nữa, nói chung nguyên ngày nay là 8 tiếng là sư làm việc hết luôn.